Bạn hãy dành 5 phút xem clip này trước khi bạn khởi nghiệp. Chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyễn Quốc Trung. Trong cái chủ đề ngày hôm nay, tôi hy vọng bạn sẽ dành 5 phút trọn vẹn để bạn xem hết video này. Trong 5 phút này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái kiến thức mà giúp cho bạn có thể là khởi nghiệp thành công, giảm được cái tỷ lệ thất bại của bạn. Và như chúng ta đã biết là chúng ta đang kinh doanh một cái mặt hàng nào đó, một cái sản phẩm dịch vụ nào đó để chúng ta đáp ứng cho khách hàng. Nhưng các bạn có biết rằng là sản phẩm của bạn dù tốt, dù hay, dù có lợi ích thế nào luôn, nhưng mà khách hàng không biết thì làm sao khách hàng mua được, đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái mô hình chúng ta kinh doanh để mà chúng ta có thể là biết được đâu là những cái phần quan trọng trong vấn đề khởi nghiệp. Đây là một cái tam giác quản trị của doanh nghiệp rất là ngắn gọn, và bạn hãy dành 5 phút mình trọn vẹn xem video này nhé. Khi mà bạn khởi nghiệp, bạn thành lập một cái doanh nghiệp thì bạn sẽ có ba chân tam giác như thế này. Trong doanh nghiệp chúng ta muốn cung cấp thì nó phải có bao gồm những cái sản phẩm và cái dịch vụ chúng ta để chúng ta cung cấp đến cho khách hàng và mang lại cho khách hàng những cái giá trị, và từ đó chúng ta thu dòng tiền về. Thì đây là cái sản phẩm, ở viết tắt nó là B, product là sản phẩm. Và khi chúng ta có sản phẩm rồi thì chúng ta phải có được cái thứ hai, đó là cái hệ thống quy trình để chúng ta vận hành công ty mình như thế nào, quản trị công ty mình như thế nào, để chúng ta có thể là đưa cái sản phẩm của mình đưa đến tay khách hàng. System, mình phải có hệ thống để mà chúng ta xây dựng. Có một câu nói rất là vui là chúng ta có tất cả, chúng ta có sản phẩm, chúng ta có marketing, chúng ta có phòng ban, chúng ta có hệ thống rất là đầy đủ, chúng ta có phần mềm rất là đầy đủ, nhưng mà chúng ta không có khách hàng. Thì cái việc mà làm sao để có khách hàng thì đó là cái vai trò của bán hàng và marketing. Sale và marketing, đây là ba cái chân để mà chúng ta vận hành cái doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả. Và tuy nhiên, một cái sai lầm trong vấn đề mà chúng ta khởi nghiệp là chúng ta quá tập trung vào cái sản phẩm, nhưng mà chúng ta quên mất cái phần sale và marketing này, nó rất là quan trọng cho chúng ta. Một cái sản phẩm tốt thì nó không thể nào mà nó tự tìm đến khách hàng, nó nói cho khách hàng là tôi đang là tốt, hãy dùng tôi đi, đúng không ạ? Nên là khi mà bạn đã có một cái sản phẩm tốt rồi thì bạn phải có những cái chiến lược marketing, bạn phải có những chiến lược bán hàng để mà bạn giúp cho khách hàng của mình biết được sản phẩm của mình. Và thông thường khi mà chúng ta mới khởi nghiệp ra, chúng ta rất là tập trung vào cái sản phẩm này. Tôi nghĩ là sản phẩm của tôi tốt, thị trường tôi không có, tôi có thể là phục vụ được hết cho thị trường và tôi có thể là cạnh tranh được tất cả các sản phẩm khác trên thị trường. Nhưng ngày hôm nay sản phẩm của mình tốt, nhưng ngày mai sẽ có một cái sản phẩm của một công ty khác tương tự mình nhưng mà nó sẽ tốt hơn, thì lúc đó chúng ta lại chật vật cạnh tranh, chúng ta dành quá nhiều thời gian vào sản phẩm thì nó sẽ không quá hiệu quả. Nên về cái nguồn lực tổng cạnh tranh thì bạn ấy làm ra một sản phẩm tốt, nhưng mà cái nguồn lực, cái thời gian, tiền bạc bạn dành cho sản phẩm thì nó tầm khoảng 20% thôi. 20% công sức của bạn bạn dành cho sản phẩm này để mà chúng ta tối ưu hóa được tất cả những gì tốt, chúng ta tiến hành cải tiến, chúng ta tiến hành nghiên cứu, chúng ta tiến hành xác định xem nó có những ưu thế nào chúng ta bổ sung thêm cho nó. Và tiếp tục thứ hai, đó là cái hệ thống. Và khi chúng ta có hệ thống rồi á, chúng ta có sản phẩm rồi, chúng ta sẽ xây dựng quy trình, đúng không ạ? Xây dựng quy trình và chúng ta sẽ làm tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, sẽ có kế toán, sẽ có người vận hành, sẽ có thu chi như thế nào, đó là cái quy trình này. Và tất cả các phần mềm ứng dụng ra sao thì nó cũng khoảng 20%. 20% công sức và thời gian của chúng ta dành cho nó. Vấn đề cốt lõi trong vấn đề vận hành của công ty là chúng ta dành khoảng 40% cái nguồn lực của mình để mà chúng ta lo cho sản phẩm, chúng ta lo cho con người, chúng ta lo cho quy trình. Và phần còn lại nó là 60% là chúng ta phải lo cho sale và marketing. Tại sao lại như vậy? Sale và marketing chiếm vai trò rất là quan trọng trong doanh nghiệp của chúng ta. Dù sản phẩm chúng ta tốt như thế nào thì bản thân nó, giống tôi đã nói, không thể nào mà tự nó để đi tìm được khách hàng, và không thể nào mà khách hàng biết được những cái tính năng, những cái lợi ích tuyệt vời của sản phẩm mình mang đến cho họ có những lợi ích gì. Thì thông qua sale và marketing, bạn phải dành nhiều nguồn lực cho nó, ít nhất là khoảng 60% cái thời gian, công sức, tiền bạc của chúng ta để chúng ta đào tạo cái đội sale của mình. Đào tạo cho đội sale chúng ta là phải biết được đâu là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm của mình so với đối thủ cạnh tranh khác, so với sản phẩm khác, và những cái sản phẩm của mình đâu là cái điểm lợi thế mà những cái chỗ khác không cung cấp được, đâu là những dịch vụ của mình không để đâu cung cấp được. Thì cái vai trò của người sale như thế này rất là quan trọng, và đặc biệt là marketing. Marketing giống như là một cái mạng nhện, bạn giăng càng rộng ra thì bạn sẽ có thể khả năng bắt được nhiều con mồi hơn. Và khi bạn bắt được nhiều con mồi rồi thì nhiệm vụ của bạn sale là sẽ tiếp xúc từng con mồi đó để mà chúng ta có thể là lựa chọn ra đâu là khách hàng của mình, và chúng ta tiếp cận tư vấn họ dựa trên những cái kỹ năng bán hàng của mình. Bạn có thể là dành nhiều thời gian hơn dành cho marketing trong từng giai đoạn nha. Trong từng giai đoạn, tôi muốn chia sẻ lại bạn là trong từng giai đoạn đó, những công ty khởi nghiệp á thì bạn có thể là dành rất là nhiều thời gian, có thể là trong 60% này bạn dành khoảng 40% bạn dành cho marketing, 20% còn lại bạn chỉ dành cho sale thôi. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó rồi, bạn phát triển rồi, thương hiệu bạn có rồi, cái công việc marketing chúng ta sẽ giảm lại. Tại vì marketing là cái bộ phận đốt tiền để mà chúng ta làm cái thương hiệu, làm cho khách hàng biết tới chúng ta. Còn sale là bộ phận mang tiền về cho chúng ta.
Nên là từng giai đoạn khi mà bạn mới mở ra không ai biết mình thì bạn nên tập trung cho marketing khoảng 40%, 50% luôn cũng được. Và sau khi bạn có khách hàng rồi, khách hàng tin tưởng chúng ta rồi, qua một thời gian thì chúng ta sẽ giảm dần cái tỷ trọng lại, thì đâu đó cân bằng thì tầm khoảng 30-30 thì bạn có thể là vừa tiếp thị được khách hàng, vừa phát triển được thương hiệu, bạn vừa bán được hàng và đem cái dòng doanh thu về để phục vụ cho công ty của chúng ta. Có dòng doanh thu về, bạn tiếp tục cải tiến sản phẩm. Có dòng doanh thu về, tiếp tục bạn cải tiến quy trình. Có dòng doanh thu về, bạn tiếp tục đưa doanh nghiệp mình phát triển lên một tầm cao mới, bạn có thể là nhân rộng thêm nữa. Thì vừa rồi là 5 phút tôi dành cho bạn để bạn chia sẻ kiến thức này. Hy vọng bạn ứng dụng được những kiến thức này, bạn xem, bạn hãy tìm hiểu kỹ và bạn lên một kế hoạch cụ thể trước khi bạn khởi nghiệp. Hoặc là bạn, nếu bạn đang có một công việc rồi thì bạn hãy nên vẽ ra. Bạn xem coi nguồn lực của mình đang ở đâu, mình đang thiếu bộ phận nào và mình có dành đúng cái nguồn lực của mình cho những cái khoản hoạt động như thế này hay không. Và nếu thấy video này hay, bạn hãy đăng ký kênh, like và share video này và gửi cho ai đó nếu bạn cảm thấy họ đang cần thiết video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.